Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Thì mình đang chuẩn bị một cái suất đồ ăn đem về cho 10 khách. Đây là hai phần bún chả giò Dung chuẩn bị cho khách. Mình cho rau vô hộp trước và bún và chả giò thì mình cho sau nha cô chú anh chị. Khách dặn mình là 8:15 thì họ tới lấy và về nhà ăn luôn, không phải hầm lại, cho nên đồ ăn là phải yêu cầu mình là phải nóng hết. Đây là thịt bò xào củ hành, mình cho lên trên bún đó, cho cái bún nó dính nước sốt đó cô chú anh chị, thì khi mà ăn thì nó không có bị lạc. Tại vì nhiều khách của mình thì họ không có chan nước mắm cho thêm lên bún chả giò, họ chỉ trộn lên như vậy thôi, có nước sốt thì họ ăn luôn cái nước sốt xào thôi. Khách gọi thêm vịt quay và vịt kho ngũ vị. Bây giờ mà khách ở ngoài giảng live của Dung cũng vô rồi. Buổi tối cuối tuần thì Dung có chừng 20 mấy khách thôi, nhưng mà họ vô một lượt rồi đó cô chú anh chị ơi. Bây giờ Dung kẹt cái order đem về này nè, mình tại mình không có làm trước được, chứ nếu mà không mấy là chuẩn bị từ 7 giờ là mình làm rồi, mình để cho khách, để khách hâm lại. Nhưng mà giờ là 7, anh muốn là ăn cuối cùng á, ăn phải nóng về không phần hâm lại, cho nên là mình làm phải cho tơ, coi như là vừa xuống chảo rồi ra khách lấy luôn á. Anh bây giờ là khách ở trên bàn đặt gửi đồ ăn xuống thì ông sếp cũng lo khai vị, Dung lo Dung làm mấy cái này cho xong. Đây là cái nước sốt để ăn với vịt của mình. Ở bên Pháp á, những cái nhà hàng của những cái ông đầu bếp lớn á cô chú anh chị, thì họ rất là thích xài khóm để làm nước sốt. Mình có 6 phần cơm chiên cho nên là Dung sẽ đi chiên cơm. Mình sẽ cho tôm và mình xào trước. Thì cơm chiên là mỗi nhà chiên mỗi kiểu, Dung thì Dung xài cà rốt nè, tôm rồi xúc xích cay hoặc là thêm đậu Hà Lan, trứng vào. Đó, có người thì người ta không có xài xúc xích cay mà người ta chiên bằng răm bông, rồi xài cái xúc xích của Việt Nam mình á. Nhưng mà cái xúc xích đó thì cái màu nó lên rất là đẹp, nhưng chú gì, nhưng mà nó ngọt lắm, bên này mua nó rất là ngọt, ăn mình ăn không quen là mình không có thích luôn á. Mà nói chung là mỗi nhà mỗi kiểu, mà mình làm cái cách này thì khách của mình họ ăn họ thích, mà ăn quen rồi. Với lại cái món cơm chiên ri canton bên này gọi là, mình thì gọi là cơm chiên hoặc là cơm xào, cơm trộn gì đó tùy của chú anh chị nói sao cũng được. Nhưng mà cái ri canton nữa là xuất phát từ Pháp nha cô chú anh chị. Cái này là 6 phần mà Dung làm ra là 8 phần nữa nha cô chú anh chị.
cơm này, tại mình mới nấu nên nó còn mấy cục. Lúc mà khách gọi điện á, là họ dặn là 6 phần gửi cuốn, tức là 12 cuốn nha cô chú anh chị đó. Nhưng mà ông xã Dung nói là 6 phần là nhiều lắm, tại vì họ ăn vịt quay rồi này kia nữa, một phần nó rất là nhiều. Nên là ăn khai vị nữa thì sẽ rất là no đó. Nhưng mà cho nên là bà ấy nói là giống như là khai vị là giống chia nhau. Đó thì bà ấy đặt Dung là 3 phần gỏi cuốn, tức là 6 cuốn. Và đặt khúc sau á, thì bà ấy tới lấy đồ ăn á, thì bà ấy nói ít quá nên là đặt thêm chả giò thêm. Đây là mì xào thịt bò. Đây là phần phở cho khách đặt đem về. Đó, mình cho chanh và ớt một góc, rồi rau thơm, rồi còn nước phở thì mình sẽ cho riêng. À đây là được qua. Đã sếp đang đếm chả giò đó cô chú anh chị, mà thiếu hết phần rồi. À, đây là vịt quay. À, khách gọi 3 phần vịt quay, 3 phần vịt kho ngũ vị. Honey pen sư sư ơi. Wow, sư sư, bốn miếng sư. Cái sư 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 sư. Ông bơ tự lét đó. Rồi. Căn hạ là kia. Ông sếp ổng đuối dữ lắm rồi đó cô chú anh chị, tại vì sếp đi làm từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mà đi làm mà tiệc cưới á, mà với tiệc 150, 250 với 500 khách đó, ổng nói là đuối dữ lắm rồi, mà về cái muốn bệnh á, cảm cảm mà sao cô chú anh chị. Mà sếp tối nay đi làm lại cho Dung nữa, mà ổng nói hên không có đông như bên kia nữa mà quốc tăng nữa, thôi ổng khỏi đi làm luôn á. Rau xào để ăn kèm với cái món kho. Sẽ phải ăn với quy plan đó. Ở quy quy rồi cháu xui lóc. Hả? Như xây à? Như xây à? Đây là nước sốt để ăn vịt quay. Sẽ là sốt canh lá kia không? Đây là nước phở thì mình để riêng, mình không có cho vô chung thì sợ về nhà cái bánh phở nó nở ra quá nó không ngon nữa. Cái nước sốt và vịt của mình đã sánh lại rồi, bây giờ Dung sẽ cho ức vịt vào. Contesta.
Se le quelle année mon crevette? Deux. Et j'en ai oublié. Eh ben, mal à compter. Allez. À bây giờ là Dung đã làm cho khách vãng lai, khách đem về thì làm xong rồi đó cô chú anh chị đó. Mà ông sếp ổng phục vụ cái bàn đó gọi chả giò nhưng mà thiếu hết một cuốn. Bây giờ chờ một cuốn chín lẻ riêng đó đặng đem lên cho khách. Đây là tôm xào chua ngọt. Tối nay Dung bán rất là nhiều tôm xào chua ngọt. Mà nói chung là cũng hết cái cạc luôn rồi đó. Chỉ có cái món gà kari là không có người gọi thôi. Đây là mình làm bò xào lúc lắc. Ông sếp sẽ cho lên xe và sếp lao dĩa rồi này kia hết rồi ông sẽ dùng đem lên cho khách. Đây là cá sốt cam. Ông sếp thì ông mua lo cái phần khai vị rồi nhưng cô chú anh chị đó mà khai vị thì Dung không có bỏ qua Dung quay được. Thế thôi Dung chỉ quay đồ ăn thôi. Đây là mì xào chay. Khách kêu mình cho nấm mèo và đậu hũ. Đó, đây là một bàn gia đình hai vợ chồng đứa con thì hai vợ chồng ăn cá nướng và con thì ăn gà kho gừng. Đồ khách họ tới chỗ mình là đồ ăn của mình hợp khẩu vị cái thứ nhất, là cái thứ hai nữa là đồ ăn Dung không có hà tiện nghe cô chú anh chị đó, mình tùy theo cái sức ăn mà mình cho. Tại vì cái gia đình này tới quen quá lắm, mà mỗi lần tới là thằng bé này nó chỉ ăn cái gà kho gừng thôi. Đó cho nên là Dung biết ý mà nó đô con cũng như cô chú anh chị đó, mà nó không có gọi thực đơn cho trẻ con mà nó gọi một món này với một ly kem. Đó cho nên là lúc nào Dung cũng canh cái sức đó, ăn của nó. Gà kho gừng. Đó tới cuối cùng là hết cơm mà đó cô chú anh chị. Ông sếp ông đang vét nồi đó. Mình nấu thì hồi nãy bán đem về là do nấu cơm mà trộn cơm đem về cho khách. Cái mình còn cái nồi này, còn có một cái nồi nhỏ kia nữa đang bắt mà Dung nấu có 2 chén thêm nữa thôi. Cái nồi này hồi chiều thì Dung nấu 5 chén nhưng mà ông sếp ổng cạo nồi rồi đó. Đây là mình làm tôm xào chua ngọt và bò xào chua ngọt. Nó rất là đơn giản thôi. Mình chỉ là cho ra dĩa rồi mình làm gọn gọn mình đem vô khách thôi cô chú anh chị, còn mà trang trí nữa là nó tốn công. Thứ nhất đó là mình còn quay qua rất là nhiều chảo đang cháy trên lửa nữa nên mình không có thời gian đâu, mà trang trí gặp cuối tuần thì có ông sếp thôi. Nhưng mà không có cuối tuần thì có một mình Dung, mà lỡ bùa lúc gài là bán còn ế nha, chứ mà tới mùa hè là cứ chở quăng được ra dĩa là giao cho khách là mừng rồi, khách chờ khổ chờ lâu là mừng rồi đó. Đây là món thịt kho. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.